Lúc này thì trọng tài người UAE Abdullah Hassan đang trận lượt về giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ ra tại sân quốc gia Mỹ Đình vào ngày 1 tháng 10. Sút bóng. Wow! Rất bất ngờ. Đó là Hồ Tấn Tài, cầu thủ vào sân đánh người. Đó là cái duyên anh Quang Huy, chúng ta đã nói về cái duyên của Hồ Tấn Tài sau khi mà Tấn Tài được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào sân. Nếu như Tấn Tài là chủ của những đường kiến tạo dành cho Tiến Linh ở trận đấu mà U22 Việt Nam đã giành thắng lợi trước U22 Trung Quốc, thì vừa rồi Hồ Tấn Tài đã băng lên, đã có một tình huống khống chế và dứt điểm có lẽ là cực kỳ hoàn hảo để có thể đánh bại thủ môn của đội tuyển Trung Quốc. Những mùa giải gần đây, Tấn Tài luôn là hậu vệ dứt điểm tốt nhất của bóng đá Việt Nam, tốt nhất ở V-League, và anh đã chứng tỏ điều này trong trận đấu với Trung Quốc. Thủ môn đội bạn hoàn toàn bất ngờ. Một cú vắt chân trái điệu nghệ của Hồ Tấn Tài. Tấn Tài đã từng ghi rất nhiều bàn bằng đầu, rất nhiều bàn bằng chân phải, nhưng